vỗ mông người đẹp gây suốt internet tuần qua. Kỳ lạ cuộc thi, người đẹp vỗ mông tại Nga. Cuộc thi vô địch vỗ mông dành cho các cô gái tập thể hình tại Nga, nơi mà các đối thủ sẽ lần lượt vỗ vào mông nhau, cho đến khi có một trong hai đối thủ bị mất thăng bằng sau cú vỗ mông hoặc chấp nhận bỏ cuộc do. Quá đau. Chết cười với những tình huống ghi bàn đầy bất ngờ và hài hước. Trong bóng đá bên cạnh những pha nghi bàn đẹp mắt khiến nhiều người phải thán phục thì cũng có những tình huống ghi bàn đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần hài hước khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải bật cười. Màn trình diễn đầy ấn tượng và cái kết bất ngờ. Nhóm bạn cùng nhau thực hiện cú nhảy lộn ngược trên bãi biển cực hoàn hảo, tuy nhiên kết cục cuối cùng lại không như nhiều người trông đợi. Ngỡ ngàng với bức tranh vẽ tuyệt đẹp bằng kem đánh răng. Chàng trai vẽ bức tranh cố diễn viên nổi tiếng Audrey Hepburn bằng kem đánh răng và tác phẩm cuối cùng sẽ khiến bạn phải bất ngờ và thán phục. Chết cười với những tình huống tai nạn cực kỳ hài hước. Những tình huống tai nạn những cú ngã đau là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên có những tình huống tai nạn đầy hài hước mà bất kỳ ai chứng kiến cũng phải bật cười. Clip ghi lại hình ảnh sinh vật giống như gia tinh trong Harry Potter khiến nhiều người xôn xao. Đoạn clip được camera giám sát ghi lại hình ảnh xuất hiện của một sinh vật lạ, có dáng vẻ giống như loài gia tinh trong bộ truyện Harry Potter khiến nhiều người xôn xao. Chủ nhân của đoạn clip, bà Vivian Gomes, sống tại Brazil. Cho biết bà cũng rất bất ngờ và hoảng hốt khi nhìn thấy sự xuất hiện của sinh vật lạ này trên camera giám sát. Bộ phim hoạt hình Tom and Jerry được tái hiện ở phiên bản thực. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chú mèo rình chuột, tuy nhiên cuối cùng lại bị chú chuột dọa nạt đến mức hoảng sợ và phải bỏ chạy làm gợi nhớ đến bộ phim hoạt hình nổi tiếng Tom and Jerry. Phản ứng hài hước khi sử dụng kính thực tế ảo. Không biết người đàn ông trong đoạn clip đã xem nội dung gì qua kính thực tế ảo nhưng phản ứng của đầy hài hước của người này lại khiến những người xung quanh phải bật cười chàng trai đập vỡ cả tv sau khi đội nhà thua trận chứng kiến đội bóng rổ yêu thích bị thua trận chàng trai đã không giữ được bình tĩnh và đập vỡ chiếc tv của gia đình tên cướp ngớ ngẩn tự bắn vào chính mình khi đang hành sự sử dụng súng để uy hiếp và cướp tiền tại một cửa hàng tiện lợi tuy nhiên trong lúc nhét khẩu súng vào trong quần tên cướp đã vô tình làm súng cướp cò và tự bắn vào mình hậu quả tên cướp đã phải Tập tĩnh bước ra khỏi cửa hàng và chưa kịp cướp gì. Tê Thủy